Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tóc. Bây giờ là tóc mọc lại hả? Tóc mọc lại đấy. Tóc mọc lại mà tóc đen. Tóc mọc lại mà tóc đen. Hết bạc rồi. Hết bạc luôn. Bên còn hơi bạc bạc. Mê đá quá, nhờ đến mua đem đá. Trời ơi, tuần nào chẳng mua cho ta không? Tóc. Có cái chiếc tóc này mỏng quá. Trắng hay không? Không. Trói hả? Cái này mỏng. Có gì gì? Thôi để ông sao nói đi. Ồ, có gì nè. Cái chùm đá thôi. Rồi, chùm sao? Mà tốt sao anh? À, coi như là mỗi ngày chồm, coi như là tối chồm nó ngủ rất ngon nè. Thứ nhất là cái thứ hai là ta tóc nó hơi như là ít tóc, giống như là bị thối rồi chồm riết nó tự nó mọc là ít bạc đi. Đồng hồ bớt đi. Đồng hồ tay ông là ngày xưa khủng khiếp lắm. Đó. Đồng hồ đi nắng rồi cháy rồi đồng hồ giờ cũng bớt đi cái đồng hồ. Mà cho em hỏi, cho em hỏi một câu nhé. Chừng gan hả? Chừng gan hả? Không, chừng nóng. Dạ, anh ơi cho em hỏi một câu. Anh nhận xét sao về nhan sắc của bà xã? Nói thật lòng, có sao nói vậy? Không, có sao nói vậy? À, bà thì từ ngày mà có bà đi học với lại chừng gan á, thì người nó đỡ bệnh nhiều lắm. Không hồi đó còn uống thuốc, coi như uống thuốc tăng xong á, coi như là áo biết rồi bữa nay hết rồi, coi như là chồng lâu rồi vậy chứ mày chồng lâu rồi phải không anh? À có 5-6 tháng nay rồi. À vậy không đó. À nghĩa là từ ngày chồng không phải uống thuốc nữa chỉ phòng da mặt thì nó trẻ quá lại, da mặt thì trẻ quá lại. À. Nó bớt nhanh mà nó sáng ra lại. Anh có thấy thế không? Đúng vậy thật. Chồng xác nhận luôn. Ở ông xã tôi bị suy tim độ 2 đó. Hở 2 lá, hở 3 lá mà bây giờ như vậy đó. Hay quá, anh nghe trong mình sao? Thấy rồi, coi như từ ngày chồng đá tới giờ là thấy. Coi như là không có còn uống thuốc mà. Mất uống thuốc. Bỏ hết cả thuốc tim luôn. À bỏ. Mấy tháng rồi. À, có chồng được coi từ 5-6 tháng rồi anh ạ. Thế là hai vợ chồng dắt nhau đi mua đá ha? À. Mua đá này là tặng cho những người ta bị bệnh. Giới thiệu cho người ta luôn đó. Những người ta mừng lắm. Coi như là ta lúc này ta mừng lắm, người ta sẽ thấy cục đá là như người ta thích lắm. Có hả? Đâu cái đống đá của anh chị chọn đâu? Ồ, nó đi ra tú bè, Nam Định luôn rồi. Ồ vậy hả? Đá của anh chị ra đến Nam Định rồi. Nam Định rồi. Ra Nam Định mà quảng cáo ngoài nó nhiều lắm. Rồi chuẩn bị che về Bến Tre nè. Giờ cho ông bị đang ung thư gan ở dưới này. Đang nằm bệnh viện cấp cứu, coi như gần chết rồi. Mà lấy đá thì về dưới đằng mà chồng cho ông này. Chồng tích cực nhé. Rồi, chồng tích cực. Chồng tích cực nói người ta chồng tích cực là. Dạ. Nhưng mà là chồng tôi trước có chia sẻ trên mạng rồi, có chia sẻ đây rồi. Có ung thư 15 năm đó. Ai là chồng tôi đấy mà là chồng 15 năm mà hôm nay hết rồi đó. Hôm nay là gần 60 rồi. Hết rồi, ai ung thư 15 năm. Bà là chồng thư bự đây là thư đợt cuối không còn sao nữa. Cho nhưng mà chồng đá hết hả? Dạ. Đá nó rụng hết. Nó lồi ra nó rụng đi từ từ. Bộ ung thư gì vậy chị? Dập hết luôn. Ung thư cổ họng. Thế nào? Ung thư hết luôn rồi hả? Dạ, ung thư này. Không anh đây cái nó không rồi. Chồng mặt ở sa mạc. Nó vẫn còn nóng, đá này nó nóng tới tiếng mấy, gần 2 tiếng rồi. Muốn đẹp mặt ngay à, trường nó một người lấy xoa mặt đẹp ngay. Vâng, đây là 1 tiếng, đá đâu. Đây, chồng đây. Đây, chồng tiếng nó chưa nguội đâu. Cho nó giữ cái nhiệt độ. Giữ độ nóng. Giữ là xong rồi chồng đúng, nó một hồi đúng tiếng rồi anh rút ra. Chồng sang, để sang chồng. Chồng thấy sao đó, nó êm á rồi cái rồi lấy ra chà mặt ha, đau đau cứ để đó. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương.
cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Ba Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.